Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2023 nha cô chú anh chị. Vườn con tiếp tục lên một lô hoa giấy nha. Hôm nay có Red Thyma, Hồng Gân, Cẩm Thạch Tím Tuyết, Dưa Hấu Đỏ, Vàng Lửa và Azuna nha. Giá là vườn con bao ship gửi tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này cũng có Zalo luôn nha. Nếu mà cô chú anh chị mà muốn xem thêm hình ảnh đó, thì cứ kết bạn Zalo với con nha. Hôm nay có những cây bo rất là dài, về lấy bo thoải mái luôn. Giống như là cây Red Thyma nè. Dòng Red Thyma cái bộ lá rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái lá nó có pha màu vàng ở trỏng giống như cành vàng lá ngọc vậy đó, nó cùng họ với cành vàng lá ngọc. Nhưng mà cái loại này thì nó hoa màu đỏ nha. Đây, Red Thyma. Cây này bo khá là mướt luôn á. Đây cái bộ bo nó nè. Bo nó rất là mướt. Đế đẹp luôn nha. Đây, bộ đế. Rễ quấn rất là đẹp luôn. Mã số 1 này hoành 11,5 và cao 60, 320.000 cây số 1 nha. Rễ quấn khá là đẹp. Cây phân 3 nhánh đi lên. Đây là bộ đế nha. Mã số 1 là cây Red Thyma, 320.000. Bo dài khỏe luôn. Cây số 2. Cây số 2 tiếp tục là một cây Hồng Gân nha cô chú anh chị. Hồng Gân này là Hồng Gân tông đậm nha. Mã số 2 này hoành 11,5 và cao 70. Cây này 280.000. Đây là bộ đế nha. Cây phân 3 nhánh đi lên như thế này. Đây. 280.000 mã số 2. Cây Hồng Gân. Đây. Cái này có cắt tàn một lần rồi nha cô chú anh chị. Mình về mình muốn xum xê thêm này mình cứ cắt tàn nhiều lần lên là cái bộ tàn nó khá là xum xê nha. Cây số 3. Cây số 3 này là một em cẩm thạch tím tuyết nha. Có khi nó ra màu tím nhiều, có khi nó ra màu trắng nhiều nha cô chú anh chị. Cẩm thạch tím tuyết. Mã số 3 này hoành 15 và cao 55. Cây này 280.000 luôn nha. Đây, đây là bộ đế. Cây phần 4 nhánh đi lên. Dáng nó dáng bay nha cô chú anh chị, dáng bay nha. Dáng nghiêng nghiêng như thế này rất là đẹp. Cây số 3 một cây cẩm thạch tím tuyết khá là xiên hoa luôn. Chỉ 280.000 nha. Tàn dày đặc luôn. Tiếp tục, cây số 4 là một em dưa hấu đỏ nha. Dưa hấu đỏ này nó đang ngậm nụ trên cái đọt á, chứ nó chưa có nụ nhiều. Cái loại này nó cũng rất là dễ hoa, mình chăm cho cành nhánh nó xum xuê rồi mình hãy cho hoa, cho cây nó khỏe rồi hả sinh sản. Đây, tàn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số 4 này hoành 13,5 và cao 75. Cây này chỉ 280.000 nha. Giá là bao ship tận nhà luôn. Đây là bộ đế chân dài. Chân dài hơn gan. Em dưa hấu đỏ phân 3 nhánh đi lên nha. Phân 3 nhánh đi lên như thế này. Đây. Đế khá là đẹp nha. Tiếp tục. Tiếp tục cây này là cây vàng lửa nha cô chú anh chị. Màu khá là mới trong cái dòng lửa, hoa màu vàng. Mã số 5 này hoành 15,5 và cao 75. Cây này 350.000 nha. Đế rất là đẹp luôn nha. Để quay cái hướng này, quay cái hướng này cái bộ đế nó khá là xịn sò luôn á. Đây. Đây là bộ đế nha. Rễ quấn nè. Uốn éo rất là xinh luôn.
quay cái mặt này nó rất là xịn sò luôn, vàng lửa nha cô chú anh chị. Đây, cây phân hai nhánh đi lên như thế này. Mã số 5 350.000 nha. Mắt ghép nó liền da rồi nha cô chú anh chị. Đây là cái mắt ghép nè. Mắt ghép đã liền da nha. Vàng lửa. Mã số 5 350. Mã số 6. Mã số 6 là một cây Azuna. Azuna là lâu lâu mấy cái lá nó có bị như vậy thì không phải bị bệnh nha. Tại vì cái đặc trưng của cái giống này là cái lâu lâu cái lá nó vậy đó. Nó giống như cây ruby vậy đó. Dòng này chuyển màu cũng khá là đẹp luôn nha. Mã số 6 này hoành 16 và cao 90. Cây này 300.000. Azuna là một dòng chuyển màu rất là đẹp, dễ cho hoa luôn. Hoa chuyển màu mà dễ cho hoa thì rất là ít luôn á. Giống mới như Azuna mà nó chuyển màu. Chuyển màu khá đẹp. Đế có 4 cái rễ chính nha, tứ trụ. Ở lên đây là phân 1, 2, 3, 4 nhánh. Này nhánh nữa là 5. Cây bo khá là nhiều luôn. Chứ anh chị mình về lấy bo thoải mái nha. Giống mới mà bo nhiều như vậy. Mã số 6 chỉ 300.000 thôi. Hôm nay con có 6 cây, của chú anh chị mà lựa chọn được cây nào thì cứ alo số điện thoại của con giùm nha. Cảm ơn của chú anh chị mình rất là nhiều luôn.